Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của cử chỉ. Cử chỉ nghĩa là gì? Một chuyển động hoặc vị trí của bàn tay, cánh tay, cơ thể, đầu hoặc khuôn mặt thể hiện ý tưởng, ý kiến, cảm xúc, v.v. Cử chỉ của một nhà hùng biện, một cử chỉ đe dọa. Việc sử dụng các phong trào như vậy để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc. Cử chỉ và ví dụ là gì? Định nghĩa của một cử chỉ là một chuyển động biểu cảm của cơ thể hoặc một cái gì đó được hoặc thực hiện để thể hiện một cảm giác. Một ví dụ một cử chỉ là một làn sóng cho người bệnh nặng là một ví dụ về cử chỉ. Làm thế nào để bạn sử dụng các cử chỉ? Vị khách làm điệu bộ bằng tay, Jackson nắm tay Sarah cho một cử chỉ an ủi. Việc mời Alex đến thăm trang trại này nghe có vẻ giống như một sự hoàn vốn hơn là một cử chỉ đánh giá. Sau khi bị bệnh, khi họ phụ thuộc vào các dấu hiệu, xu hướng cử chỉ của Helen đã phát triển. Cử chỉ diễn xuất là gì? Một cử chỉ là một phong trào xác định mà truyền đạt rõ ràng ý nghĩa. Victoria được sử dụng trên các cử chỉ đỉnh cao và cường điệu như một vở kịch đương đại có thể sử dụng các cử chỉ tinh tế hơn, được sử dụng với ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt hiệu quả. Cử chỉ có thể mạnh mẽ trong việc truyền đạt cảm xúc. Tôi đánh giá cao cử chỉ đó có nghĩa là gì? Trong trường hợp này, cảm ơn rất nhiều vì cử chỉ có nghĩa là bạn đang cảm ơn ai đó đã đề nghị hoặc có ý định làm điều gì đó thay vì thực sự làm điều đó. Một cử chỉ tử tế có nghĩa là gì? Đếm được một cái gì đó mà bạn làm để truyền đạt ý định của bạn đối với ai đó, đặc biệt là những ý định tốt, cung cấp để lái xe cho chúng ta có một cử chỉ rất tốt đẹp. Một cử chỉ tự trưng, cử chỉ của hỗ trợ, đoàn kết và thiện chí. Làm thế nào để bạn sử dụng cử chỉ thiện chí trong một câu? Sau một khiếu nại từ một thành viên của công chúng, hội đồng đã quyết định rút lại tiền phạt như một cử chỉ thiện chí. Không có kinh phí cho việc này và các hội thảo sẽ được miễn phí. Vì vậy, việc quyên góp sử dụng địa điểm sẽ phải là một cử chỉ thiện chí. Làm thế nào để bạn đáp ứng với một cử chỉ tử tế? Tôi có thể gửi bạn đến một lời cảm ơn chân thành cho cử chỉ tốt bụng của bạn. Ngày hôm nay, tôi đã biết hơn những lời tốt đẹp mà bạn nói và suy nghĩ đáng nhớ mà bạn thể hiện là vô giá. Và cách bạn khiến tất cả chúng ta cảm thấy không thể dễ dàng bị quên lãng. Rất nhiều tình yêu và cảm ơn. Ngôn ngữ của cử chỉ là gì? Ngôn ngữ cử chỉ hoặc cử chỉ ngôn ngữ có thể tham khảo đăng ngôn ngữ, sử dụng giao tiếp bằng tay để truyền đạt ý nghĩa, cử chỉ hành động cơ thể để truyền đạt các thông điệp cụ thể hoặc thay cho lời nói. Tại sao cử chỉ rất quan trọng? Cử chỉ làm cho bạn một người nói tốt hơn. Chuyển động thu hút sự chú ý vào những gì bạn đang nói và thu hút sự chú ý đến những phần quan trọng trong bài phát biểu của bạn. Cử chỉ tay thường giúp nhấn mạnh một số điểm nhất định của bài phát biểu và củng cố thông điệp của người nói. Ưu điểm cử chỉ là gì? Cử chỉ được thể hiện dễ dàng hơn, làm cho bài thuyết trình hấp dẫn, thể hiện thân thông điệp v.v. Cử chỉ là giao tiếp phi ngôn ngữ. Nó có thể làm cho thông tin được trình bày dễ dàng thông qua âm thanh, hình ảnh hoặc thậm chí qua im lặng. Nó thường là một sự thay thế của giao tiếp bằng lời nói. Tại sao điều quan trọng là sử dụng cử chỉ tay? Từ quan điểm của ta, nói là rất quan trọng để sử dụng các cử chỉ tay khi bạn nói chuyện với người khác hoặc cung cấp một bài phát biểu. Điều này có thể làm cho cuộc trò chuyện trôi chảy. Cử chỉ tay có thể giúp người khác hiểu ý chính của bạn một cách nhanh chóng. Ví dụ, người sử dụng để sử dụng khác nhau cử chỉ tay thể hiện các điểm khác nhau của họ. Tại sao cử chỉ quan trọng trong giao tiếp? Nó bao gồm tư thế, nét mặt cử chỉ tay của bạn,
Khả năng hiểu và giải thích ngôn ngữ cơ thể của nó có thể giúp bạn tiếp thu những vấn đề không được nói ra, những vấn đề hoặc cảm giác tiêu cực mà người khác có thể có. Bạn cũng có thể sử dụng nó theo cách tích cực để thêm sức mạnh cho các thông điệp bằng lời nói của bạn. Làm thế nào tôi có thể cải thiện cử chỉ của tôi? Phần lớn thời gian, cử chỉ có thể được cải thiện với một vài mẹo đơn giản. Tạo cử chỉ lớn, những cử chỉ tốt nhất vươn ra và khiến bạn chiếm nhiều không gian. Bạn càng lớn, bạn sẽ càng tự tin hơn khi nghe người nghe của bạn. Cử chỉ thông qua một suy nghĩ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.